ជំរាបសួរនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអក្ខរកម្មឌីជីថលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានក្រមបរិធានបទដំណឹងនិងព័ត៌មានចាលោកអ្នកធ្លាប់ក៏សម្គាល់ដែរទេថាតើពាក្យដំណឹងនិងព័ត៌មាននេះមានអត្ថន័យដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាតើនៅពេលណាដែលយើងត្រូវប្រើពាក្យដំណឹងនិងនៅពេលណាដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យព័ត៌មាន លោកអ្នកមួយចំនួនអាចនឹងគិតថាវាហាក់ដូចជាមិនមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការបែងចែកនៅអត្ថន័យនៃពាក្យទាំងពីរដោយសារតែវាមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងលោកអ្នកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងវីដេអូមេរៀននេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីអត្ថន័យឬក៏ភាពខុសគ្នារវាងដំណឹងនិងព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅចំណេះដឹងសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកអ្នក
2 đâm bây băng hàng chung nhé. Chà, bà dọc tìm mối nâng bà dọc tìm bì. Xong chung rời chung một bên thà ta bà dọc tìm bì ní miên chung nội rùm khăn ý đôi mà đạch là hồi ta bà dọc mùi ná cơ chìa đầm nâng nâng bà dọc mùi ná cơ chìa bò rà miên. Chà, xong ọ con xâm rạp ca cho rùm chloài tọp nơi xùm nùa kháng lờ ông bánh mình ní. Chẳng nhìn khi nhóm xong chung rời chung thà bà dọc tìm bì cứ sát tà lạch bà đào tà lỡ có bản thân ở đây để chụp hiệp khó khăn nó cứ bà dọc tìm mũi cứ chỉ đầm nắng đại lại bà dọc tìm bì cứ chỉ bỏ ra miền chẳng chắc những số thang ta vậy tới cứ chỉ đầm nắng cứ pháp dân ở đằng ẩm bì ở bầy mùi đại ưu tư hóa đã chia chùm nét đằng chẳng những nhóm xong lực ưu tư hóa bẹp bọn chùm mùi nâng chùm người Covid đập bầm bốn đại cử xuống số khám bị bà bàn chùm riêng chôn đầm nắng đọc bụi dân ở đằng thà chúng ngư Covid đã bầm bốn cứ chlong tam là dạng đập nọ tất tối pin nè chúng ngư ta can nẹp xanh tiệt chà hai tiếp nó cứ bẹp pon cho mùi nâng ta là này chạy sài ưu thế họ đôi chi là không thay ní dùng sắc hai bị ba ban chân đầm nâng ở xa thế ra nãy cho bạn chỉ đẹp thà là không thay ní miên cả này chlong tham mây cả làng đỏ đập bầm mùi nè anh chị đào mùi tiền nó cứ bẹp pon cho mùi nâng cả này nón tu tơ xanh xanh ưu thế họ đôi chi sẽ cái đây này nó đài chùm rồi nhờ bị chui bó rốt với cả liền đáy rồi có bẹ mà ở bàn chọc chìa bà chăm đầm bầy ca bì rồi có bằng ca khôn bì ca chlông chùm người Covid ở bồng buồn ta lại ở vậy ta hai thà bò rà miền chà bò rà miền cứ xâm đáy ta lợi đầm nâng đôi khá này có bàn tay chìa đầm nâng thầm mấy xâm khánh miền chốt bẹ bòn chùm mùi nâng tu sân này cái chôn rồi có nẹ sạch đạp chìa vậy để cú ở chạp rõm xâm rạp xa thê ra nại đồng nâng ai khai tới chi bò rà miến lô tra tài miến con nằm lại chi bò rà miến ai chẳng rìa bàn tay thà ta vấy khá tới đại dân chất tộc thang cư chi con nằm lại này bò rà miến chả nên khi nhóm xong lạc dô bà rà mô chùm nói để bằng hai nhằm phi con nằm lại này bò rà miến tìm mùi nô cử đồng nâng nô cư miến ở tiệp bộ thông thên ưu tư họ đôi chi cả rà này bẹp bòn cho mùi nâng đồng nâng bệnh lăng thay dân chặt tập tha vì cái chi bò rà miến đại sa tại vì miến đại tập bò thông thề đại mình trâm tai bằng con nó phò phò trâm tai bị chi bò rót nó không đập bón được gặp bị chi bò rót nó không bật tê cầm bị chi bò nó tê gặp bật tai vì có miến cho bẹ pon cho mùi nồng bị chi bò rót tu tiếng sẽ có lộc phong đài trong nội tì pi nó cứ bẹ pon cho mùi nồng riêng hai đại cả làng thay xong lần ưu tiên hào muối bẹ pon cho mùi nồng cả này chấm chấm lúa bơ sạn bơ vị hì đại dân khơi than đây cái chi riêng đó sầm khan mùi tôi từ bên kia mình miền côn đầm lái chỉ bò rà miền núi tây đại sa tại vì bán cá lang cá bìa tây đại cà có phần tai vì miền côn đầm lái chỉ riêng robot đại sa là tầm khăn mũi xem ra bắt tay cầm bị chỉ riêng từ bình trà chấm nội mũi tiền nó cứ bẹp pon cho mùi nâng riêng rồi có bọc cột bảy bảy nay có chỉ côn đầm lái này bò rà miền phong đài nên nhóm miền đầm nâng pì tì mũi cả này mật phe bọc nhóm chlang trong người Covid đập bùng buồn hai mũi tiền nó cứ mà chắc sát tray Elizabeth bàn chlang này trong người Covid đập bùng buồn chúng khởi thác đầm nâng tháng phí này cứ chia đầm nâng này bộ côn mà nè đã chọn cho người Covid đã bùng buồn được khá còn bằng tay cả thân này tí phí cứ mình còn đầm lại chứ bỏ ra miễn đời xa tay có bắt cứ chia bộ côn lập bầy mùi rụp này tự bán cái score tự tiên sẽ có lộn chả con đầm lại mùi tiết nó cứ rừng hai đặc cả làng là các bài khá lôn dưỡng đôi khá bọn đá cứ tiện tông cho mùi nâng bị chia bỏ rọt khá nông đầm bòn nên khi nhóm xong lợi ưu tiêu hò mùi cả thân này cháu có tốp ở chi và con mà nè được khá nông xa tăng cả xăng chị ưu tí hó dân khơi anh thả đồng nâng ní miên con đầm lại chia bò rà miến xâm rạp và chia bò rọt đầy ru nơi khăn khung phung tăng cả sang đâu có
có bằng tay vì mình mình còn làm lại chứ bỏ ra mình xâm ra bởi chí bỏ rốt tu tiên bỏ tế rồi có bởi chí bỏ rốt cầm rớt sẽ có lột nụ tế để xa tay vì mình cho bẻ bọn rồi có mình mình ở tí bộ thông thêm về xâm ra cầm rớt thân ạ chết rồi có cầm rớt ổn tả chết chà còn làm lại trong cái đó cứ chí bỏ phết vị viết chùm lô xâm khăn xâm khăn ủ tí hào đó chí chùm lô rồi viên ta chỉ riêng cái đại bác bón chấm lô rubi rusi nâng ukraine chấm lô rubi chân chấm muối taiwan chấm lô rubi iran chấm muối nâng israel chỉ đam đại vì mình còn làm lại group con chỉ bỏ ra mình là sa tai vì chỉ riêng rải đã tầm khan cầm rất sạc lô có vấn tai cái này ở chấm lô rubi in nhẹ chặt khang bẹp bón chấm muối nâng cá trao xâm ram không biết sản phẩm nào bây chỉ đam nó cứ mình còn làm lại group con không cá thôi chỉ bỏ ra mình nội tệ chân chân những sân cách khang tham bác bón cứ bây giờ bỏ rốt sơ tài cổ sơ bản ná sơ tài cổ bây tăng ớ cứ sơ tài miên áo ká nâng nông ká tờ tụ bàn rư gò pra nâng bản đài sân cùm đại thuốc quân miên áo ká nâng nông ká tờ tụ bàn nâng bò rà miên giang chân sân thật sân thộm còn bản tay nâng nông nông phong đài gò gọt miên áo ká nâng nông ká tờ tụ bàn nâng bò rà miên ớt sân đập thân hộp phong đài ta nè đồng tế tha ở vây khá tớ đại dương tờ bàn chất tộc th chà xong ốc con xin rạp ca cho rôm chá lai tọp chùm bù xùm nô ní nên khá nhóm miên chìa prophet bò rà miên mùa chùm nôn đã dâng chặt tập thang chìa prophet bò rà miên ở sân nạp thân nôm chà tìm mùa cư bịa chà chàm rám lúc này chà bạc chì xóa hai thà vầy tới chì bịa chà chàm rám đây này dây tò tò khá nít đà miên là khá miên prophet bò rà miên chà bà lò chà mùi tiết nô cư chìa prophet bò rà miên chà đây khá miên prophet chà bà lò nắng bò rà miên lạc nạ bò đài dương mình trở bàn chặt tóc thà chi bò rà miên trầm trời nụ tể vì chặt châu chi prophet bò rà miên ở sân đập thân hồn chà prophet bò rà miên bài thà liê nơi ca sân thân hình ai kì chôn chị đám bò rà miên bà đất rư gò bò rà miên bùm bò xâm cúng rư gò ca sắc xíu to to khả nì đài tình ơn ấy chặt tóc thà chi prophet bò rà miên ở sân đập thân hồn chân dân khai thang prophet bò rà miên ở sân đạp thân hồ kì mình chỉ đang prophet bần tay nó khăn nông nốt dân tạp bàn bàn chạy nơi prophet bò rà miên ở sân đạp thân hồ chỉ bây prophet chà tìm mùi nó cử prophet bò rà miên khó prophet bò rà miên khó cứ chỉ prophet bò rà miên này khó bị cạp bận còn bần tay tạp bàn sắp xài lang đào ạ chê tà nà chà mà mình bòm nó nó khăn nông ca bằng con nó phó bạc bò đo nè nà mà nế rư gò đo sân công nó tì mùi tiên nó cứ chỉ prophet bò rà miên mần bận cứ chỉ prophet bò rà miên này khó bị cạp bận có vấn tay tạo bàn sắp xài nâng thơ lăng nơi đào chê tà ná vì xâm nạ bộ cô rồi có thả bàn nà mối nâng khăn cô bóng non nâng khăn cá bóng co nâng phó bạc bò đào bộ cô nà mà nế rư có ông cập hiếp rư có thả bàn nà mối nhóm xong lời ưu tư hoa chạy sát anh bẻ bòn cho mối nâng cả rần này bò rà miên mối đã bàn sắp xài tha miên dụ vẹt tay mà nế còn bàn thơ át tạc khiết đòi xa tạc ca bà lòng thật lẹ xin nhá bắt mấy chấm dựng xa tu bò miền ní mình mang chỉ bò miền bắc nội tệ các bạn tai không có bầm non mà cả làng đầm bay tẹt tiền chậm nạp ở róm rồi có bằng co nơi cả liệp bò đại phơi ở tu sinh cái chốn xa thiên đàn chốn miền ca phong chậm róm rồi có đại bản tóc từ lời cái xuống ở bồng dụ bị chốn thành cây là chà mùi tiền nó cứ prophet bò miền bằng co chú sinh nạp cắm đại chặt tóc thang chỉ prophet bò miền ở sinh nạp thọ được khỉ prophet bò miền này cứ chỉ prophet bò miền bắc có bằng tay dương mình cua dùng một sắp xa nó tệ đòi xa tay vì ai bằng con nó phó bác bỏ đó ai cái chân nó phép có tình dụ rồi có sự cái đầy thay thân nó bỏ bằng con nào mà nè chẳng 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 khai thang tận tâm năng bỏ phố bỏ ra mình đã ai tốt chất bán có mình bỏ phố bỏ ra mình ở sản lập thân học chí chả đại ai bằng con nó phó bác bỏ đó tôi xin cái chân rồi có nẹ sản lập lúc này ai đang cất thang trong bản ách luôn chẳng bị ca tôi bán nó bỏ ra mình tình ơn nụ bằng tay ca lực làm bạm ní cư mình trăm trăm tệ lúc này chẳng bạch trời tay tự tụ bàn ở bò rà miên vì bố tha ca tự tụ bàn bò rà miên đại ca lăng thamay cư chỉ rừng đó chẳng bạch mùi chỉ mà sâu bài để thơ ở dân bản đăng ở bìa vầy vầy đại cầm bông đại ca lăng chung bình vì phục lốt có đôi chỉ ở tự bò rà bò vìa nên khi chấm xong lực ưu tư hoa bẹp bòn cho mùi nâng cả rà này ca thơ đầm ná rồi có cả bật tì krong chị nàm bà sân bà lúc này mình bàn tự tụ bò rà miên ní lúc này mình bàn tìm khuôn rồi có tìm sự biển ở hàn tộc chỉ muốn lúc này ai đang chụp nơi ca lòng bạc nóng lòng bay nơi ca bật tì krong rồi có bật nơi ca thơ đầm ná nơi ca nông xa máy trong người Covid đập bằng buồn chẳng số thà bà sân bà dân mình ai bắt đầy khuôn chanh bì bò rà miên hà vì miên bò rà miên chỉ chả đầy mình dân mình ai tộc chật bàn tại dân cua tại thơ đôi mặt đạch
Chà công bà rộng nên khá nhau video mới đồng bày bằng hàn chùn nè. Đồng bày chìa tôn mùi xâm rạp ai lục nè nè khăn ông ca thuở ca cắt xâm qua. Bình nợt mơ thả ta bò rộng nà mùi cứ chì bò rộng mình bật. Hạt được chứ nè, xôm tù xin video đôi tỏ tờ. Dù đăng bì con nập hiếp nâng cạp tiếng tốt bò rộng miền. Bình nợt mơ dù ở ơ. Tại nhà thập khởi nhà xây dựng thang website này tế, mà mình đã lưu tế, vì ai chỉ website khoanh khai. Chùm nón chương ăn tập bọt, bao chùm nón chương mơ tới cuộc nhập áo, rưu rùm chùa rùm chúa, nẹ cú xong xay ẩm bia tập bọt này hay. Ăn mà tài dục bò, ăn mà tài dục bò rồi bò này ăn xinh tiết, thật ta kia mình để dây tha ví chùa bò đồng mê mình bất rưu mình trong tất lưu tế. Công hô ạc ra vi rốt. Cầm hoa akara virus, rưu vầy có, kì chì xin nhá đại bằng hành thà, mì tật cá ní, mình trở bàn pin nít đòi nệm mình bị chí chì vẹ. Ăn ăn tập bót tàng mùi. Mùa nâng chạy bằng tó, nệ trở ăn tập bót tàng mùi sân. Thà ta vì mình này tế, ta vì mình rập hộp trầm trở tì. À bây đại cua tròn chắc mình thèm, kẹp sân chăm chạy bằng tó. ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងមានចិត្តតន់ខ្លះៗដើម្បីធ្វើការកត់សម្គាល់ទៅលើប្រភេទព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងព័ត៌មានមិនប៉ិតចាអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីប្រភពព័ត៌មានវិញម្ដងប្រភពព័ត៌មានគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលអង្គភាពឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដែលផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានទៅអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកជួយប្រាប់មកវិញថាតើប្រភពព័ត៌មានទាំងប្រមាណដែលនេះខ្ញុំបានលើកឡើងនេះតើម
ាមានដូចជាទី1គឺទំព័រ Facebook ថ្នាក់ដឹកនាំទំព័រ Facebook ឬក៏គេហទំព័រផ្លាច់ផ្លាច់សម្ដីរបស់អ្នកចិត្តខាងសារព័ត៌មានជាតិឬក៏អន្តរជាតិធំធំមិត្តភ័ក្តិលើបណ្ដាញសង្គមទំព័រ Facebook ផ្លូវការក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមឆ្លើយតបនៅសំណួរនេះចា៎នឹងខ្ញុំសូមបែងចែកនៅប្រភពព័ត៌មាននេះជា2ទី1គឺប្រភពព័ត៌មានมันអាចទុកចិត្តបានតើមានអីខ្លះទៅទី1ដូចជាអ្នកចិត្តខាងចាសំដីអ្នកចិត្តខាងមិត្តភ័ក្តិនៅលើបណ្ដាញសង្គមទំព័រ Facebook ឬក៏គេហទំព័រផ្លាច់ផ្លាច់តើឡៃប្រភពព័ត៌មានអាចទុកចិត្តបានមានដូចជាទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឧទាហរណ៍ដូចជាទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនសារព័ត៌មានជាតិឬក៏អន្តរជាតិធំៗដូចជាសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ឬក៏សារព័ត៌មាន BBC Reuters អីជាដើមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដូចជាទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងអប់រំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ក្រសួងកាបតអីជាដើមដែលទាំងអស់នេះយើងចាត់ទុកថាជាប្រភពព័ត៌មានទឹកចិត្តបានក៏ប៉ុន្តែជាសារក្រានរំលឹកលោកអ្នកវិញថាមិនមែនបានន័យថាសម្ដីអ្នកចិត្តខាងមិត្តភ័ក្តិលើបណ្ដាញសង្គមឬក៏ទំព័រ Facebook ឬក៏គេហទំព័រផ្លាច់ផ្លាច់នោះសុទ្ធតែជាប្រភេទព័ត៌មានមិនប៉ិននោះទេក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យលោកអ្នកមានការពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅមុនពេលជឿទៅលើប្រភពទាំងអស់នោះផ្ទុយទៅវិញប្រភពព័ត៌មានដែលនេះខ្ញុំបានលើកឡើងថាជាប្រភពព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបាននេះក៏មិនប្រកាសថាត្រូវតែជឿ 100% នោះដែរដោយសារតែមានជនខិលខូចមួយចំនួនអាចនឹងយកនៅរូបថតឬក៏ឈ្មោះរបស់បកគលដែលយើងគិតថាអាចទុកចិត្តបានហ្នឹងមកខ្លាញ់បន្លំបង្កើតជាទំព័រ Facebook ឬក៏គេហទំព័រណាមួយដើម្បីបោកបញ្ឆោតឬក៏បោកប្រាស់ទៅលើលោកអ្នកដែលយើងធ្លាប់បានឃើញនៅបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនេះកាត់ឡើងកន្លងមករួចមកហើយចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានប្រភពព័ត៌មានជាច្រើនដែលយើងមិនអាចទុកចិត្តបានប្រភពព័ត៌មានអសន្និបធ្នាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចរងគ្នាលំបាកនៅព័ត៌មានអសន្និបធ្នាប់បានដោយប្រាំចាញ់ពីលោកអ្នកដោយទី1គឺកត់មុនជឿទី2គឺកត់មុនចែករំលែកទី3គឺអភិវឌ្ឍជំនាញការកត់បែបស៊ីជម្រៅដែលនេះគឺជាបំណិនដ៏សំខាន់ដែលលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែមាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងយុគសម័យ Digital នេះពីខ្ញុំមានជាសារមួយចង់បញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកថាអក្ខរកម្ម Digital ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានមិនមែនណែនាំលោកអ្នកមិនឲ្យជឿលើអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែ
lực tắc chất lúc này ở thơ ca bị nất bị chả ra ở bàn xí chùm râu môn bê chư tờ lỡ ở với mũi nơi lỡ bần đàn sinh cùng. Xô mô con xâm rạp ca chùm này bê tạm đán video này tăng phí đám rồi hốt đọc.